我衰又唔够衰，凶手究竟是谁？追凶个追，我追我追到最后，望住我部圣经，边个系无罪？宋江是几位都有问题，谁人怨气仔仔？边个系马丽？我要睇一睇。我用你斑马位位都要落嚟，麻烦血书要抄低，不要行几米。我要睇一睇，但究竟衰边个？但究竟衰边个？但究竟衰边个？再系教边个？我衰又唔够衰，凶手究竟是谁？推测个推，我推我推到宇宙万物也最有罪。系我衰但唔够衰，搞鬼究竟是谁？追凶个追，我追我追到最后望住我无圣经，边个系无罪？làm vợ anh đi. Trời ơi, bất thình lình anh đến đây nói toàn những lời lạ lùng khó hiểu, vậy là sao chứ? Anh rất thật lòng mà, chúng ta đám cưới đi. Vô đây rồi nói. Anh vô đi luôn. Quê à? Phiền anh đóng cửa lại giùm, cảm ơn. Những gì vừa rồi anh nói với tôi có thể không nghe gì hết, ok? Anh không phải là người không chịu trách nhiệm đâu. Trải qua chuyện đêm qua, anh sẽ chịu trách nhiệm. Đêm qua anh không hiểu thật sao? Anh hiểu, nên bây giờ anh mới đến cầu hôn em nè. Vậy tức là anh không hiểu rồi, có phải không? Anh hiểu chứ. Giữa nam và nữ đôi lúc, có những chuyện không nên chỉ nói bằng miệng mà phải dùng hành động để mà chứng minh. Giống như tối qua em đến nhà của anh vậy, cho nên anh dùng hành động để chứng minh với em. Làm vợ của anh đi. Tối qua tôi tới nhà của anh hồi nào? Anh đừng nói bừa đó nha. Em không cần phải nói, thật sự anh hiểu tâm lòng của em mà. Một cô gái giống như em đến nhà của anh trao hết tất cả cho anh rồi, nên anh cũng phải giống như vậy, anh trao hết tất cả cho em. Làm vợ của anh đi Huệ. Thật sự là không có, anh đang nói gì vậy? Nè, vậy tôi nghĩ tôi là một cảnh sát, những sự tranh chấp giữa nam và nữ tôi không thích hợp tham gia vào. Hả? Nếu như cô có gì không hài lòng về thái độ của tôi, có thể gọi điện đến phòng khiếu nại tôi xin lỗi nha. Mà tắt đúng. Huệ à, tôi không hiểu tại sao vừa rồi anh lại nói những lời đó. Nhưng tôi nói cho anh biết, thực tế tôi không có đến nhà anh, đồng thời tôi và anh cũng không hề có chuyện. Tuy đêm qua anh uống rất sai, nhưng sáng nay khi anh ngủ dậy, khi em bỏ đi, cảm giác của anh rất là bánh liệt. Nè, tôi nói một lần cuối cùng, giữa tôi và anh chỉ có thể làm bạn, tôi không có yêu anh và không thể nào lấy anh được. Tại sao lại trêu chọc tôi? Tôi không đẹp trai cũng không có tiền, tại sao lại trêu chọc tôi? Về nhà tôi cũng quá gian xe người khác trêu chọc tôi làm gì? Trêu chọc, tôi là Mạc Tắc Đống, là trinh sát mà. Tôi chuyên trêu chọc hung thủ giết người. Mạc Tắc Đống! Hôm nay anh không nói rõ ràng, đừng có hòng bỏ đi. Đứng lại cho tôi. Mạc Tắc Đống! Anh chạy hả? Anh có phải đàn ông hay không? Anh tin những lời của anh Kim sao? Trên đời này chỉ có hai người không biết nói dối, người là má tôi, người còn lại là anh Trim. Cô đừng có trêu chọc tôi. Tại sao tôi phải trêu chọc anh? Tôi cũng không biết tại sao anh lại nói như vậy nữa. Tôi và anh không hề có chuyện gì hết. Tôi và cô mới không có chuyện gì xảy ra, chúng ta chấm dứt rồi. À, không phải, cô trêu chọc tôi đủ rồi. Tôi trêu chọc anh? Tôi thích gì ở nơi anh? Tôi thích anh đẹp trai, thích anh có tiền hả? Hay là thích anh đưa tôi về mà quá gian xe tôi? Hay là thích anh là thần thám chỉ biết bắt cướp? Đồ vô dụng, đồ bị bệnh xuyễn. Tại sao lại kỳ thị tôi bị bệnh xuyễn chứ? Cô nói tôi không có gì thú vị, không thú vị sao lại trêu chọc tôi chứ? Cô chức dài! Anh không tin tôi mà như quyết tin anh
là hạng người đáng chết, đồ đáng chết, không chịu đuổi theo. Hope you'll find the feeling better. Hope you're in a brighter space. Hope it wasn't hard to get there. You found peace and you feel safe. Giới tánh của cổ chắc chắn là không có bỏ đi đâu. Chỉ tại cổ không chịu xuất hiện thôi. Mình đã đi chậm như con rùa rồi. Có đuổi theo thì cũng đã đuổi kịp. Lý Huệ Huệ mày còn đợi gì nữa? I know you love the stars. Did you just unwrap? Ê, này là nè, cậu Tim, cậu Tim. Cậu sao vậy? Cậu sao chú Nhân? Dạ, cậu uống say quá. Không sao đâu chú Nhân. Cẩn thận. Không sao. Rồi, cẩn thận á, tôi dìu cậu lên nha. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Được rồi. Cảm ơn chú. Tôi dìu cậu lên cõi đi. Được rồi, được mà. Bấm thang giùm, tôi còn biết. Trời ơi, mỗi khi cậu ấy đâu có vậy. Huệ à, em nói rõ với anh rồi mà, còn tới đây làm cái gì nữa? Thiệt. Em đến đây làm gì?
sao lại là cô? Xin lỗi nha hai vị, hai vị có nhìn thấy một cô gái cao cao ốm ốm mặc áo măng tô caro đi ngang qua đây không vậy? Là bạn gái của anh hả? Còn chưa tìm được không biết có phải không? Cao cao ốm ốm tướng nhon không? Ôi mặc áo măng tô chắc tướng cũng không có đẹp lắm đâu. Phải, cô gái già có đẹp đẽ. Đúng rồi. Cảnh sát xin lỗi nghe sếp. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Lúc nãy hai anh nói có gặp cô gái này, phiền hai anh theo tôi về sở cảnh sát cho lời khai. Xin lỗi mà sếp. Xin lỗi, không phải xin lỗi tôi mà xin lỗi cái cô gái đó đó. Xin lỗi cô. Không được, không thể xuất hiện sớm như vậy được. Để anh lo chơi, ai bị anh thì ghét quá. Kitty à, tôi không biết cô đã gặp chuyện gì. Tại sao cô phải giả làm quệ quệ? Có phải anh thích em mặc như vậy sao? Tối qua chúng ta còn rất vui vẻ. Tôi không biết cô nói cái gì. Tối qua tôi và cô không có. Tối qua rõ ràng tôi và... Người đó chính là em. Không thể nào. Rõ ràng tối qua tôi ở bên Bệ Huệ. Sao lại là cô? Bởi vì anh yêu em, em cũng yêu anh. Người tôi yêu là Huệ Huệ mà. Huệ Huệ không có yêu anh đâu. Chứ phải hôm nay em cũng giống cổ hay sao? Tin em đi, chúng ta đến với nhau sẽ rất vui vẻ. Kitty à, Huệ Huệ nó không yêu tôi đã biết rõ rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không yêu cổ nữa. Cô không có nghĩa là tôi sẽ yêu cô. Tại sao anh phải làm khổ bản thân mình? Tôi yêu Huệ Huệ, cô không yêu tôi, tôi cũng chấp nhận nữa. Kitty, tại sao cô phải giả làm Huệ Huệ chứ? Tại sao cô phải làm như vậy? Cô có biết làm vậy không chỉ làm nhục tôi, mà còn làm nhục Huệ Huệ nữa hay không? Em làm bao nhiêu chuyện là vì ai chứ? Em trao hết tất cả cho anh rồi. Em làm bao nhiêu chuyện anh không cảm động sao? Anh không Kitty cảm động à. Hay sao? Cô đừng nghĩ ăn mặc giống như Huệ Huệ thì có thể trở thành cổ được. Thực tế cô không phải là cổ, ăn mặc sao cũng không giống là cổ. Tôi không biết nói sao với cô nữa. Mời cô đi cho. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người chỉ thích Huệ Huệ? Tại sao? Không ai có thể thay thế Huệ Huệ được đâu. Xin lỗi cô. Sao thì tôi không muốn gặp cô nữa. Cô tự về đi. Tại sao tất cả mấy người đều không thích tôi? Ủa dạ? Trời ơi, đi mà không chịu nhìn gì hết vậy? Xin lỗi. Bộ muốn lợi dụng hả? Xin lỗi. Điên quá. Xin lỗi. Trời ơi, mấy người này chắc điên hết rồi á. Bị đuôi á, đừng có băng qua đường. Mày muốn chết là chuyện của mày chứ. Anh có đường kiểu gì vậy? Anh có biết nguy hiểm lắm không? Tránh ra đi. Ở đây làm gì vậy? Anh đi tìm em. Tìm tôi làm gì? Anh suy nghĩ cả ngày rồi. Anh cảm thấy anh nên tin tưởng ở nơi em.
tin tưởng cái gì? Đúng như em nói, nhìn anh thấy ghét, ghét cái gì đó. Gì hả? À, cô biết mà, biết mà. Tôi không biết. Xin lỗi, xin lỗi. Alo, trinh sát bạn đây. Sao hả sếp? Trời ơi, anh đừng có hỏi nhiều. Anh đưa quầy quẹ về sở cảnh sát rồi nói chuyện sao? Anh sao rồi, anh sao rồi? Rắc lên, rắc lên đi, rắc lên. Cậu Trim vào thang máy không bao lâu, tôi nhìn thấy một cô gái lạ mặt cũng vào thang máy. Còn đến tầng mà cậu Trim ở mới ra khỏi thang đó. Cô gái đó mặc áo măng tô trắng đen và quần tây màu đen, tôi thấy rõ ràng. Áo khoác đó là sản phẩm của Loseo, tôi thấy trong tạp chí rồi. Đó, chính là cháu này nè, giống y hệt luôn. Má đó, chính là cô gái này đó. Hả? Gì vậy? Làm phiền mấy vị quá, mấy vị có thể về được rồi. Kiều Hoa, đi mua thức ăn về đi. Dạ. Chị Trương Quốc Minh, đưa Lý Quỳ Quỳ vào đây. Dạ. Chỉ trò chuyện thôi, đâu phải là không quen. Quỳ Quỳ, cô đi theo tôi. Em về đi. Lý Quỳ Quỳ. Dạ. Bây giờ cô có quyền không nói, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Cô có quyền lựa chọn không trả lời, cũng có quyền mời luật sư đến đây. Có cần mời luật sư không? Có chuyện gì vậy? Hả? Cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án một thanh niên tên Chim Chim bị đánh. Anh Chim bị đánh? Anh sao rồi? Anh không sao chứ? Đoạn băng video này là tối qua, và cũng tức là ngày 18 tháng 2 lúc 0 giờ ở trong thang máy của hiện trường vụ án. Anh có nhận ra người nam này là ai hay không? Anh Chim. Còn cô gái đó, theo kinh nghiệm anh điều tra vụ án nhiều năm, tôi nghĩ anh có thể nhận ra cô gái ở trong thang máy này là ai. Là cổ. Là một người bạn chúng ta đều quen biết. Ha, được. Đoạn này là 6 giờ sáng nay. Người bạn chúng ta quen biết đã nán lại đến sáng nay mới rời khỏi. Chúng ta coi đoạn này được thu lại khoảng 9 giờ rưỡi của đêm xảy ra vụ án. Chúng ta nhìn thấy anh Trim trở về nhà của anh xong, rồi không bao lâu sau, chúng ta nhìn thấy người bạn chúng ta quen biết cũng theo sau đến từng nhà mà anh Trim đã ở. Nửa tiếng sau, chúng ta nhìn thấy người bạn chúng ta quen biết rời khỏi chỗ của anh Trim ở. Trình sát mặt, theo anh nghĩ sao? Người này có lẽ là cùng một người. Tức là Quỳnh Lý Huệ Huệ? Không phải. Tôi và anh Trim là bạn thân, tại sao tôi phải giết ảnh chứ? Hơn nữa suốt cả đêm tôi đều ở bên mà tắt đóng mà. Suốt đêm cô ở bên ảnh? Chuyện là gì? Lúc trời sập tối, chúng tôi vì chút chuyện đã cãi nhau, tôi giận quá nên bỏ đi. Sau đó thì sao? Đáng lẽ tôi tính trở về công ty, nhưng tôi lại muốn ảnh đuổi theo tôi, nên tôi mới đi lang thang ngoài đường. Cô nói lúc cô gặp được ảnh là mấy giờ? Tôi không có đeo đồng hồ, cũng đâu có tâm trí mà coi giờ giấc. Sau đó ảnh nhìn thấy tôi, ảnh băng qua đường, xém chút là bị chiếc xe đụng luôn. Cũng may là không sao. Vậy tức là trong khoảng thời gian mà trên sát mặt chỉ tìm được cô không có nhân chứng chứng minh lúc đó là cô đang ở đâu? Không có. Vậy tại sao cô và trên sát mặt lại cãi nhau chứ? Cô Huệ à, cô muốn chúng tôi điều tra rõ vụ án này thì cô phải hợp tác với cảnh sát của chúng tôi. Lúc đó hai người vì chuyện gì mà cãi nhau? Cô nói đi. Phải đó, ảnh vu oan tôi. Anh Trim thì nói đêm qua cô chân dài có quan hệ với ảnh, nhưng cô chân dài lại nói với tôi không có. Tôi tin tưởng anh Trim, tôi cũng rất giận dữ cho nên tôi bỏ ra ngoài. Sau khi bỏ ra ngoài tôi mới bình tĩnh lại, rồi tôi suy nghĩ tôi nên tin tưởng với cô chân dài. Vì vậy tôi và cô chân dài bắt đầu mối tình ở Trung Hoàng 1, 2, 3 tự do mà đi ha, đi suốt cả đêm chỉ có vậy thôi. À, ý của anh là anh Trim đã nói dối? Tôi không có nói anh Trim nói dối ha. Cả hai người đều không nói dối. Vậy chuyện quan hệ là thật hay là bịa đặt vậy? Nhưng thật hay bịa cũng được. Tôi cảm thấy vụ án này là vụ án tình sát điển hình. À, trên sát mặt à, thật là ngại quá, tôi quên gọi điện cho chồng tôi. Nè, phiền anh khoác ở lại giùm. Phiền phức quá. Thôi làm ơn đi ha. Thật không ngờ còn có cơ hội trở về đây ngồi ha. Anh mua gì cho em ăn? Thôi ăn khỏi, đi. Ăn không vô đâu. Thôi đừng có vậy mà. Tin anh đi, anh sẽ đưa em trở ra. Đừng có phá mà. Không hiểu tại sao số Lý Quỳ Quỳ này lại xui đến như vậy. Còn xui đến nỗi liên lụy cả người bên cạnh nữa. Đúng là không có gì tốt lành hết. Em đừng bao giờ nghĩ vậy. Liên lụy người ta gì chứ, em sẽ không sao. Anh Trim cũng sẽ không sao, không ai có chuyện gì hết. Em hỏi lương tâm, cả đời em chưa làm chuyện gì xấu xa hết. Em an phận thủ thường, không hiểu tại sao ông trời cứ luôn trêu chọc em hoài à. Đi làm thì lại gặp La Mật Âu. Hắn đi xong rồi, ông trời
lại sắp đặt người khác ở bên cạnh em. Em tưởng người đó sẽ đem đến điều tốt lành cho em, ai dè bây giờ lại bắt em vô đây ngồi nữa. Thật là Nè, chết đi được. Em có thường nghĩ giống như em nói, ông trời đã cho em một người, Vậy cho em người nào chứ? Cho em một người có thể giúp được em. Anh giúp em sao? Anh đâu có tin em. Điên quá sao lại không tin em? Anh tin em không làm hại đến anh Trim à? Anh không hề nghĩ vậy. Bây giờ mới tin thì có ích lợi gì chứ? Tất cả chứng cứ đều bất lợi cho em, không ai tin em hết. Em chết chắc rồi. Tóm lại bây giờ cứ coi như vô đây nghỉ mát đi ha. Anh đưa em đến đây nghỉ mát mà, nghỉ mát xong rồi về giống như là sủng vật đến khách sạn vậy, không có gì đâu ha. Bây giờ anh ra điều tra vụ án, không bao lâu anh sẽ về giải quyết hết mọi chuyện giùm cho em hả. Tự em phải ráng lên, cứng rắn một chút. Em là người bản lãnh mà hả. Sao chú Đại Kiếm, khi nào ảnh mới tỉnh lại? Hả? Chú nghĩ chắc cũng hơi khó. Cậu ấy bị xuất huyết ở dưới màng não cứng, màng não bị tổn hại, hình thành máu bầm. Nếu cậu ấy có thể tỉnh lại thì đó là kỳ tích. Vào 9:36, Lý Quỳ Quệ đến tầng mạch Chim Chim đã ở, rồi 30 phút sau đó đã rời khỏi. Còn có gì báo cáo không? Đã kiểm tra lại lời khai của người bảo vệ và vợ chồng ông La. Những gì họ khai đều không có mâu thuẫn. Hơn nữa họ lại nói là đi vô thang máy chính là cô Huệ. Hiện trường không có dấu vết lục lọi. Cửa sắt và ổ khóa không bị cậy. Nạn nhân cũng không có dấu vết đã dùng dãy. Có lẽ là do người quen làm. Vậy bằng động cơ có phát hiện gì không? Mấy nhân viên ở công ty bảo hiểm thì nói trước đó một ngày Chim Chim đã cầm một bó hoa đến tìm Lý Huệ Huệ. Rồi sau đó cô Huệ có vẻ không được vui và bỏ đi. Có biết họ muốn nói chuyện gì không? Anh Trim đã cầu hôn Lý Huệ Huệ, cầu hôn không thành, sau đó cãi nhau một lát. Vậy tức là vấn đề về tình cảm rồi, đó cũng là một dạng động cơ. Bây giờ động cơ, nhân chứng và chứng cứ, hoàn cảnh đều có đầy đủ hết. Làm sao có động cơ? Anh đến cầu hôn tôi, tôi không muốn đám cưới với anh cho nên tôi giết anh hả? Không thể nào. Với lại mọi người cũng biết cổ là người như thế nào, làm sao cổ lại đi giết người chứ, lấy cái miệng đi giết hả? Hơn nữa lúc xảy ra vụ án tôi và cổ đang chơi trò rượt bắt. Trình sát mặt, anh nói vẫn luôn ở bên cổ. Anh suy nghĩ kỹ coi, trước 11 giờ anh có thật sự đã gặp được cổ hay không? Trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ, Lý Quỳ Quệ tuyệt đối có thời gian đến nhà của Chim Chim xong rồi mới quay trở lại để tìm anh. Trình sát mặt, không phải tôi không tin anh, nhưng mà khi đã đến tòa, bồi thẩm đoàn cũng chưa chắc tin. Đồng thời chúng ta cũng có nhân chứng đã gặp được cô Quệ. Điều tệ hại nhất bây giờ là không có ai mục kích được những chuyện đã xảy ra trong nhà hết. Đâu phải không có. Còn anh Trim mà, anh Trim tỉnh lại sẽ biết hung thủ là ai. Lý Huệ Huệ, có người đến thăm cô. Anh Đống, là mình đi. Huệ à, mình biết Huệ gặp chuyện nên lập tức đến đây liền. Huệ không sao chứ? Thì vậy thôi, ngồi đi ngồi đi. Huệ đừng lo quá, mình đã mời luật sư giỏi nhất cho Huệ rồi, thế nào cũng giúp được Huệ. Về mặt tiền bạc để mình lo cho, đừng lo nha. Cảm ơn nha. Ủa, cô Thẩm cô cũng đến đây hả? Chưa sống à? Dạ phải đó, Huệ gặp chuyện tôi nhất định phải ở bên cổ. Huệ là bạn thân của tôi. Trước đây tôi gặp chuyện tụt xuống đáy cốc của đời người, cũng nhờ Huệ giúp. Bây giờ Huệ gặp chuyện, mình phải giúp lại Huệ chứ. Thôi mình đi nha. Được, bye bye. Bye bye. Nè, điều tra sao rồi? Hả? Có tin gì không? Hả? Thì cũng vậy thôi, lúc đầu thì có nhiều nghi ngờ, nhưng sau cùng mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Tại sao phải ra nông nỗi này chứ? Em nói bí mật này cho anh biết, bây giờ ai cũng tưởng Huệ Huệ giết anh.
Nó cũng giống như anh. Tự chú ý. Ai biểu nó cám dỗ đàn ông bừa bãi. Nó đã nói là không yêu anh, nhưng lại đi cám dỗ anh. Anh nói đi, có phải nó đê tiện lắm không? Người phụ nữ đê tiện như vậy có phải là đáng chết không? Nhìn em nè, anh đối xử với anh rất tốt. Đến bây giờ mà em cũng vẫn đến thăm anh. Nhưng còn Huệ Huệ, bây giờ Huệ Huệ chỉ tính coi làm sao để thoát tội. Cô Thắm, cô lại đến hả? À phải, anh Trim là huấn luyện viên của tôi nên tôi đến thăm ảnh. Anh Trim khờ quá à. Đôi lúc những chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Nếu không phải ảnh cố chấp quá, tôi nghĩ cũng không ra nông nỗi này. Anh Trim có kể với cô về chuyện tình cảm của ảnh sao? Không phải đâu, là Huệ Huệ nói với tôi. Huệ Huệ nói anh Trim ảnh chung tình với cổ, cổ thấy phiền quá. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn, dù đi học hay là đi làm, Huệ Huệ cũng làm rất là tốt và rất là tự cao. Về sự nghiệp cổ luôn đặt lên hàng đầu, nhưng đối với tình cảm cổ không chú tâm lắm. Cổ còn hay nói là giữa nam và nữ đã từng vui vẻ là được rồi. Có lẽ chính vì vậy anh Trim mới cãi nhau với cổ. Tôi bận chút chuyện phải về trước nha. Được, bye bye. Bye bye. Cậu ấy làm sao rồi? Là con hỏi chú mới phải. Sao rồi, có khá hơn không? Ê, đã làm hết khả năng rồi. Những gì cần làm chú đã làm hết. Cậu ấy vẫn không tỉnh thì biết làm sao. Nhưng mà muốn cậu ấy tỉnh lại thật sự cũng khó. Kỳ tích chứ gì? Ở đâu có nhiều kỳ tích chứ. Anh Trim, anh có nghe tôi nói mau tỉnh dậy đi. Có kỳ tích hay không đều trông vào anh hết trơn á. Sao hả Quê Quê, mấy món này ăn có được không? Ngon lắm. Mấy món gì nấu thật sự rất ngon. Nếu ngon á thì ăn nhiều một chút đi. Dì làm sao vậy? Đừng vậy mà. Con không sao đâu, dì đừng lo. Không, má. Không sao. Má mới tới. Đúng mà. Mọi chuyện điều tra sao rồi? Khi nào Quệ Quệ có thể trở ra ngoài? Yên tâm đi, chỉ trong nay mai. Con và Quệ Quệ có chuyện phải nói. Má lên trển ngồi chơi lát nữa con đưa má về. Thôi khỏi. Má về một mình được rồi. Quan trọng là con phải điều tra rõ mọi chuyện, bắt hung thủ thật sự để giúp Huệ Huệ rửa sạch nỗi oan, đem Huệ Huệ về cho má. Đừng lo, không sao hết, cổ sẽ rất hoàn chỉnh giao trả lại cho má. Dì à, dì đừng lo, yên tâm đi, con không sao đâu. Dì má đi nha. Đến thăm. Dạ, cẩn thận nha má. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dạ, mời, dạ mời. Nè nè nè, bên này. Có đúng quy tắc không vậy hả? Sếp xử đã duyệt chắc là được mà. Hơn nữa mấy thứ này là Mary bày ra, còn sách tạp chí này là chị Trinh cho đó. À, em cũng có duyên quá, thấy ghét luôn, hèn gì hôm nay trăng điểm nữa. Ê, đừng như vậy mà. Giường này còn thoải mái hơn giường ở nhà anh. Anh điên quá, ở đây có gì tốt chứ. Nhưng nói thật nha, em có duyên cũng nhờ anh thôi. Lúc mới quen anh, tưởng số anh rất xui. Ai về người có số xui lại là em. Nhưng mà cũng tốt, nhờ anh em quen được đám bạn tốt. Nhưng đáng tiếc bây giờ em phải ngồi ở trong này. Nè, hôm nay anh đã gặp người bạn thân của em. Ai vậy? Kitty đó. Hả? Cổ đi thăm anh Trim. Trời, cổ tốt bụng quá chị. Nhưng nói thật, cũng may cổ đã khỏi bệnh. Anh có biết khi chồng cổ qua đời, cổ bị nỗi ám ảnh rất lớn. Cha, nếu bây giờ cổ chưa khỏi, em thì ở trong này, anh Trim thì nằm viện, ai sẽ lo cho cổ đi? Không ngờ ngược lại là cổ lo cho tụi em. Cổ còn nói là mời luật sư giùm cho em. Cổ tốt bụng quá ha. Phải rồi, có nỗi ám ảnh lớn vậy sao đột nhiên tan thành mây khói? Làm sao em biết được? Đột nhiên cổ gọi điện cho em, kêu em đến nhà cổ. Tới nơi thì mới biết, thì ra cổ bán nhà. Anh biết không, căn nhà cổ đáng giá 10 triệu mà chỉ bán có 5 triệu thôi. Cổ có nói nguyên nhân gì không? Không có.
Nhưng mà cổ chỉ nói là không muốn đối mặt với chuyện trước đây, phải bắt đầu lại cuộc sống mới. Hình như còn nói là gặp được chuyện gì đó tốt đẹp lắm. Gì vậy? Hồi đó cổ có kể chuyện cổ và chồng cổ không? Kể một chút nghe. Thôi nào chứ đừng có phá mà. Lúc trước là cổ và chồng. Đừng phá mà. Mã số hồ sơ 75442, bị cáo Lý Quỳ Huệ bị khởi tố vào ngày 17 tháng 11, đánh một thanh niên quốc tịch Trung Quốc tên là Chim Chim, khiến cho nạn nhân bị trọng thương, hôn mê và gây tổn thương nghiêm trọng cho người khác, vi phạm điều lệ 19 gây tổn thương trong bộ luật Hồng Kông. Thưa Trần Ác, tôi thay mặt bị cáo phủ nhận tội này và yêu cầu bảo lãnh ra ngoài cho xét xử. Do vụ án này là vụ án gây tổn thương nghiêm trọng, nạn nhân bị đánh trọng thương đến hôn mê, đồng thời chứng cứ bên ngoài đã thành lập, bốn tòa tuyên bố bị cáo không được bảo lãnh, giam giữ chờ xét xử. Thưa chánh án, bên khống có yêu cầu đặc biệt. Có chuyện gì? Thưa chánh án, phía cảnh sát nhận được tin mới nhất là người bị hại trong vụ án này có dấu hiệu tỉnh lại. Vì lời khai của ảnh có ảnh hưởng rất lớn trong vụ án lần này, cho nên cảnh sát yêu cầu giao bị cáo lại cho cảnh sát canh giữ để tiện hỗ trợ điều tra. Bốn tòa tuyên bố chấp thuận yêu cầu của cảnh sát, bị cáo sẽ được giao cho cảnh sát canh giữ chờ ngày xét xử. Nghiêm! Xem ra lần này anh Trim đã tạo được một kỳ tích ha. Cô Thẩm, cô tốt quá à. Cô cũng đến thăm anh Trim ha. Tôi nghĩ khi nào anh Trim tỉnh lại, việc đầu tiên tôi sẽ báo với Quệ Quệ. Chú Đại Kiếm, sao rồi, anh đã tỉnh chưa? Có phản ứng à. Tôi đã chụp CT não cho cậu ấy rồi, máu bầm đè lên dây thần kinh đã di chuyển cậu ấy à, bảo đảm sẽ tỉnh lại. Vậy bây giờ có nghe được chúng ta nói không? Phải đó, ảnh cử động được chưa? Thì sếp thử coi, nhưng mà đừng có lâu quá, sức khỏe cậu ấy rất yếu. Được. Anh Trim à, anh Trim, trình sắc mặt đây. Nếu anh nghe được chúng tôi nói, anh nhúc nhích cái bàn tay của anh cái. Nhúc nhích đi. Nè, tôi không qua bắt chứ. Không, tại ảnh nhúc nhích thật đó. Thật. Nè anh Trim, anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại chúng tôi biết là người nào là hung thủ. Để lúc đó chúng tôi bắt cái đó chịu tội. Thôi được rồi. Bác sĩ Dư à, nếu ảnh có tiến triển gì nữa nhớ báo chúng tôi nha. Hả? Nè anh Trim, mau tỉnh lại đi. Hả? Anh nằm nghỉ đi, tối nay mới tỉnh nghe. Hả? Không thể nào. Không được. Thật sự không được mà. Đã nói chắc chắn là được. Trước mặt chánh án tôi đã nói dối, nói anh Trim sẽ tỉnh lại. Anh có biết làm vậy là coi thường tòa án, cản trở tư pháp công chính không? Lỡ như không dụ được tên hung thủ đó thì tôi sẽ chịu một hậu quả. Bây giờ sếp mới nói những lời này, chúng tôi đã giăng lưới chuẩn bị bắt cá rồi. Mọi người không hiểu được đâu. Còn mười mấy 20 năm nữa thì tôi đã về hưu rồi ha. Lỡ như mọi chuyện đổ bể vậy thì tôi chết oan quá rồi phải không? Sếp là người bị oan lắm sao? Người bị oan nhất đang ở trong trại giam. Chính tôi đã ra tòa báo với sếp. Nếu như có chuyện gì, cùng lắm sếp đổ thừa tôi đã nghe lầm. Bất quá sếp đổ thừa tôi báo cáo sai. Sếp có thể đổ thừa tôi, nói sai cho chỉ nghe. Tôi không trách sếp đâu. Vấn đề không phải đổ thừa. Ngày đầu tiên tôi làm cảnh sát thì tôi biết cả đời tôi có hai sự lựa chọn. Một là bảo vệ pháp kỷ tiêu diệt tội phạm. Hai là an phận thủ thường lãnh lương hàng tháng. Ngày đầu tiên tôi đã chọn bảo vệ pháp kỷ lãnh lương hàng tháng. Nhưng thực tế ở đời không thể lúc nào cũng nhút nhát vậy. Nếu như phải chịu hậu quả thì lần này tôi chịu. Tôi là cấp trên của mấy người, tôi không chịu, nhát gan quá rồi. Được rồi, có gì chúng ta cùng chịu. Phải. Alo, Mary, làm ơn cho gặp Huệ. Cảm ơn. Sao anh đóng? Ở phía của anh sao rồi? Nè, anh dạy em câu thành ngữ muôn người một lòng, sắt cũng thành kim. Em muốn hỏi anh hung thủ có thật sự là cổ hay không? Còn nhớ tối qua anh nói gì với em không? Sao anh lại muốn biết những chuyện gì Kitty vậy? Hồi nãy em nói chồng cổ có ý đồ xấu với em, có phải vậy không? Ừ. Cổ coi chồng cổ như là cái phao. Đến bước đó cổ thà tự lừa dối mình, nói chồng cổ rất yêu cổ. Nhưng cách nghĩ đó đã bị em phá hỏng, lật tẩy cổ. Mỗi cổ phải đối mặt với thực tế. Cổ bị mất cái phao, thực tế không biết phải làm sao.
cho nên cổ bắt đầu dùng thuốc an thần làm tê liệt mình. Trong lúc đó, cổ rất mâu thuẫn. Mặt này cổ rất căm thù em vì em làm hỏng giấc mơ của cổ. Mặt khác, cổ cảm thấy em là người rất có sức quyến rũ, cho nên dần dần cổ bắt đầu mô phỏng theo em. Sau đó em còn giới thiệu cổ quen với anh Trim. Ngoài chồng cổ ra, thật sự cổ không có tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Bây giờ thấy anh Trim hoàn toàn khác với chồng của mình, đương nhiên là cổ yêu anh Trim rồi. Vấn đề là anh Trim lại yêu em, cho nên cậu muốn biến thành em để giành được anh Trim. Không phải chứ, cô giả làm em để cùng anh Trim làm chuyện đó sao? Cô tưởng sao chuyện đó có thể giành được anh Trim? Ai ngờ anh Trim tưởng cổ là em, sau đó còn đến cầu hôn em nữa. Tôi không có yêu anh, tôi càng không thể lấy anh. Anh hiểu rồi chứ? Rõ ràng rồi chứ? Cậu sao vậy? Không sao đâu chú Nhân. Cậu say rượu hả? Không sao đâu chú Nhân, cảm ơn chú. Sao lại là cô? Thực chất cô không phải là cổ. Cô ăn mặc sao cũng không phải là cổ. Tôi không biết nói sao với cô. Mời cô đi cho. Please. Tại sao tất cả mọi người chỉ thích Quỳ Quỳ? Tại sao? Tại sao? Tại sao tất cả mấy người đều không thích tôi? Anh nói cái gì đánh anh Trim bị thương? Anh đừng có suy đoán lung tung. Anh có chứng cứ gì không? Nói thật, trước giờ anh không hề nghĩ là cổ, cho đến khi anh gặp cổ ở phòng bệnh. Quệ Quệ nói anh Trim rất chung tình với cổ. Cổ thấy phiền quá. Về sự nghiệp cổ luôn đặt lên hàng đầu, nhưng đối với tình cảm cổ không chú tâm lắm. Cổ còn hay nói giữa nam và nữ để từng vui vẻ là được rồi. Do đó anh đã nhờ chú Đại Kiếm giúp anh. Không biết chú Kiếm đã chích thuốc gì cho anh Trim hả? Đợi lúc Kitty đến, chú lén lút dùng điện kích thích anh Trim. Tay của anh Trim nhúc nhích, Kitty nhìn thấy sẽ tưởng anh Trim tỉnh lại. Lâu nay cậu muốn biến thành em để cậu chiếm lấy anh Trim. Chiếm là những thứ lâu nay cậu không thể nào chiếm. Vấn đề người anh Trim yêu là em, người chồng cậu yêu cũng là em. Những thứ cổ thích đều không giành được cũng tại em. Cổ không chịu được cú sốc này nên lúc nào cũng uống ba cái thuốc an thần gì đó khiến tinh thần mình bị bấn loạn, nghĩ lệch một bên, tính giết anh Trim để giá họa cho em. Một khi em đã biến mất thì cổ hoàn toàn có thể trở thành em. Đội A báo cáo đội B, mục tiêu đã xuất hiện. Đội B biết rõ, over. Mục tiêu xuất hiện, tự lo liệu nha. Tất cả chuẩn bị. Đội A thông báo với đội C, mục tiêu đã đứng ngoài cửa. Nghe rồi, cũng vậy. Này, trời, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng đâu có biết. Có chuyện gì vậy? Mọi người đâu mất tiêu rồi? Có chuyện gì cũng phải báo tên chứ. Đội A báo đội C đã gặp trục trặc rồi. Tình trạng anh Trim đột nhiên có sự thay đổi. Có thấy không? Có thấy không hả? Ở bên này không thấy. Đội A báo với đội B, mục tiêu đã biến mất. Huyết áp bao nhiêu? 80/40, hạ xuống liên tục. Còn mạch đập? 46, hạ xuống liên tục. Chuẩn bị kích tim. Dạ. Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Đừng chờ đi hết. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi, thông cảm. Xếp sự. Hả? Xếp sự.
Rồi. Sắp sửa à, nguy rồi, mục tiêu đã biến mất. Không phải chỉ canh chừng cổ sao? Có canh chừng chứ, nhưng mà lúc này ở đây nhiều người qua lại, thấy lộn xộn quá, mới chớp mắt thì không thấy cổ đâu hết. Phải đó, bức dây động rừng rồi. Vậy sao? Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Nè, kỳ tích về chứ không phải anh sẽ tỉnh lại không? Rất có thể. Nè, não cậu ấy bị thương, máu bầm đè lên dây thần kinh, cậu ấy bị hôn mê. Bây giờ máu bầm đã dời vị trí, có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh lại. Trời ơi, vậy tốt quá. Nếu anh Trim có thể tỉnh lại thì tôi sẽ không mang quả nữa. Ý công chừng cô Huệ có thể được thả ra đó. Đáng tiếc đã để mục tiêu trốn thoát, nếu không cổ sẽ biết tay tôi. Sợ gì chứ, anh Trim tỉnh lại thì có thể khai cổ ra. Đến chừng đó cổ có thể trốn đi đâu chứ. Phải rồi đó. À, bác sĩ Dư à, khi nào anh Trim có thể tỉnh lại? Phải rồi. Hy vọng cậu ấy cũng sớm tỉnh lại thôi. À, vậy thì tốt quá. Có thật là anh Trim sẽ tỉnh lại không? Anh sẽ tỉnh lại rồi. Nè, Kitty có đến bệnh viện không? Cậu có đến, nhưng bỏ đi rồi. Nhưng mà không sao, khi anh Trim tỉnh lại, anh nghĩ cổ sẽ không trốn đâu được. Em ráng chịu đựng thêm tí đi ha. Anh có thể đưa em ra khỏi đó. Tại sao cổ lại như vậy? Nè, giết người cũng dám làm. Anh Đống à, anh nhớ cẩn thận nha. Tóm lại lúc em trở ra đừng có chỉ ôm không có được không vậy hả? Nói thật không có thỏa mãn lắm đâu hả? Bye bye. Tưởng trên sát mạc chỉ giỏi làm biến, té ra dụng trộm cũng rất giỏi ha. Sếp à, sếp đừng có nói vậy, đó là công việc. Nhưng mà trong công việc có lẫn chút chuyện riêng vậy. Phải thôi rồi. Mọi người chuẩn bị thu đội ha. Ê, Nhưng mà vậy lần này mục tiêu đã thất bại, tôi nghĩ cũng sẽ không dám tới nơi đâu. Nhưng anh Kim là nhân chứng quan trọng của chúng ta. Vậy đi, anh Đống, anh Tùng Đô ở lại canh chừng anh Trim ha, để phòng bất trắc đi. Chúng tôi về trước nha. Không sao hết, đó là anh Trim mà. Bye bye. Sáng mai nó thay ca nha. Nhớ thay ca nha. Hả? Rồi, được bye rồi. Bye, nhớ thay ca đó nha. Được rồi. Đúng rồi. Ôi, làm cả ngày trời rồi. Anh đói bụng không? Thôi đi mua gì vậy? Được, cơm gà xá xíu. Nhưng đừng mua căng tin nghe khó ăn lắm á. Anh tới tiệm cơm ở bên kia đường á. Đó bên kia đường. Kitty, mở cửa. Nè, cô đừng làm bậy bạ, tôi biết cô đang trong đó. Mở cửa. Anh Tùng Đô, mau về đi, có chuyện rồi. Mở cửa. À. Trên sắc mặt, cô làm gì vậy? Trên sắc mặt, anh sao rồi?